Trung Quốc vào hôm 18 tháng 5 đã phản đối động thái của Mỹ trong việc áp đặt thuế nhập khẩu trừng phạt đối với các sản phẩm thép của nước này. Trước đó thì Mỹ cho biết là sẽ áp thuế hơn 500% đối với thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho biết thuế thép nhập khẩu Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2015 là hơn 272 triệu đô la và con số này sẽ tăng gấp 5 lần trong thời gian tới. Bộ nhận định thép Trung Quốc đang được bán tại thị trường Mỹ có giá thấp nhờ những biện pháp trợ giá không công bằng bộ thương mại trung quốc bày tỏ sự thất vọng nặng nề cho rằng mỹ sẽ phải sớm sửa lại lỗi này những tranh chấp thương mại giữa mỹ và trung quốc nên được giải quyết bằng đối thoại và thỏa thuận chúng tôi phản đối việc mỹ áp đặt những biện pháp cứng rắn như trừng phạt chống trợ giá vì điều đó sẽ không có lợi cho sự phát triển bền vững trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước Tình trạng dư thừa thép đã trở thành chất kích thích trong các giao dịch thương mại mà Trung Quốc bị các đối thủ toàn cầu cáo buộc trợ giá để xuất khẩu các sản phẩm giá rẻ. Sau khi nhu cầu nội địa suy yếu, Trung Quốc, hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, có kế hoạch xuất khẩu 100 đến 150 triệu tấn thép mỗi năm, nhiều hơn cả sản lượng thép của Mỹ trong vòng 5 năm tới. Nhóm G7 dự kiến sẽ nhóm họp tại Nhật Bản vào cuối tháng này để bàn giải pháp đối phó với tình trạng dư cung thép, một động thái được xem là nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc.